Sao Nam phản ứng khi bị Dương Mịch động chạm. Huỳnh Hiểu Minh lườm gắt, Hoàng Hiên cùng dàn trai đẹp mắc bẫy. Dương Mịch từng nhận về vô số gạch đá vì có thái độ thân mật quá đà với nhiều sao nam trong làng giải trí. Trong làng giải trí, Dương Mịch là mỹ nhân được hợp tác với rất nhiều ngôi sao nam đình đám. Người đẹp liên tiếp vướng lùng xùm tình ái với nam đồng nghiệp. Không chỉ vậy, thái độ thân thiết quá đà của nữ diễn viên trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ ra rằng nàng Bạch Thiện có vô số lần cố tình có hành động lạ lơi, thả thính ác liệt. Vậy nhưng, chẳng phải ai cũng dễ dàng rơi vào bẫy thính của Dương Mịch. Đặc biệt, còn có nhiều nam diễn viên bồng gió tỏ thái độ rõ rệt. Hoa Thần Vũ Dương Mịch và Hoa Thần Vũ là hai ngôi sao khá thân thiết trong làng giải trí. Tuy nhiên, fan của nam ca sĩ tỏ ra vô cùng khó chịu khi Dương Mịch nhiều lần có thái độ thân thiết quá đà. Dương Mịch nhất định phải giật dây áo, vừa cầm trên tay, vừa nói chuyện. Không chỉ vậy, cô còn nghịch tóc của Hoa Thần Vũ Tuy nhiên, Hoa Thần Vũ cũng từng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, anh cảm thấy những hành động đó không dễ thương. Anh nhăn mặt chia sẻ rằng, mỗi lần gặp Dương Mịt đều thấy cô mặc đồ quá ngắn, khiến Hoa Thần Vũ đỏ mặt. Vì câu nói này, Dương Mịt ngửa ngùng đứng lên chỉnh lại váy. Về phía cộng đồng fan của Hoa Thần Vũ, họ tỏ ra khó chịu ra mặt. Vì Dương Mịch đã có chồng rồi nhưng vẫn có động thái thân thiết, không phù hợp với mối quan hệ đồng nghiệp của hai người. Huỳnh Hiểu Minh Dương Mịch và Huỳnh Hiểu Minh rất thân thiết nhờ hợp tác chung trong bộ phim Bên nhau trọn đời bản điện ảnh. Có lần, Dương Mịch từng sưởng chân khi cố tình đùa cợt, khoát tay Huỳnh Hiểu Minh. Chẳng ngờ ông xã Angela Baby ném lại cho một cái nhìn sắc lạnh như cố tình cảnh báo. Lúc này, Dương Mịch mới tẹn tò không đùa nữa. Tại một sự kiện khác, Huỳnh Hiểu Minh sốc nặng khi bị Dương Mịch vạch áo sơ mi ngay trên sân khấu sự kiện. Nhiều netizen cho rằng nữ diễn viên quá vô duyên khi có hành động này. Hứa Khải Hợp tác trong bộ phim Định luật tình yêu 80 trên 20, ngờ tưởng Dương Mịch và Hứa Khải rất đổi thân thiết. Vậy nhưng có một khoảnh khắc ở hậu trường cho thấy bị Nam Nhiên Hy Công Lược tỏ thái độ lạng tránh ra mặt khi thấy đàn chị với tay ra. Hoàng Hiên Trong khoảng thời gian đồng với người phiên dịch cùng Hoàng Hiên, Dương Mịch vướng scandal bị đồng nghiệp Nam sờ đùi xàm sợ. Tuy nhiên lúc này nữ diễn viên chỉ cười trừ và đánh yêu lại Hoàng Hiên. Vậy nhưng đó không phải là lần đầu Hoàng Hiên có thái độ thân mật như vậy. Dường như Dương Mịch khá là vui vẻ với hành động này từ phía đồng nghiệp. Dương Mịch chủ động cho tay vào túi của Hoàng Hiên một cách tự nhiên. Hoàng Hiên không có bất cứ phản ứng nào. Thằng lớn tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Dương Mịch và Triệu Hữu Đình là cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất nhì showbiz năm 2018. Vậy nhưng, Bên cạnh đó, một bộ phận netizen tỏ ra không đồng tình với cách Dương Mịch ngạ ngớn, cố tình dựa dẫm người đàn ông đã có vợ khi cặp đôi xuất hiện trong một sự kiện. Thời điểm đó, Triệu Hữu Đình cũng đã nhận gạch đá vì không giữ khoảng cách phù hợp. Ngay cả trên phim trường, cô cũng vô tư dựa đầu vào vai bản diễn đọc kịch bản. Lý Dịch Phong Lý Dịch Phong cũng một thời lao đao vì tin đồn tình ái với người đẹp thị phi. Đọc kịch bản thôi, có cần phải khoác tay, khoác chân nhường này không? Tăng Chí Vị Người đẹp tâm sinh tam thế, từng có khoảnh khắc tựa vào vai bậc cha chú trong làng giải trí cười ngất ngây. Tăng Chí Vĩ vốn là nhân vật có tình sự phức tạp và bê bối với các người đẹp của Cbiz. Chính vì vậy, hình ảnh cả hai cười đùa bên nhau khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Tạ Đình Phong, Dương Mịch từng thừa nhận rằng, thần tượng trong lòng cô là Tạ Đình Phong. Từng có khoảnh khắc gây sóng gió chính là việc người đẹp họ Dương giống như chuẩn bị ngồi lên lòng đàn anh. Tất nhiệm, tham gia một show truyền hình. Dương Mịch cố tình thả thính một đàn em có tên tất nhiệm, không chỉ chuyện trò mà cố tình sờ vào phần cánh tay. Điều đang nói sau năm này hoàn toàn phớt lờ đàn chị. Ngay cả lúc Dương Mịch bắn tim ba lần, chàng trai này cũng như không nghe, không biết, không thấy điều gì.